Cảm ơn quý vị vẫn giữ màn hình để tiếp tục. Bích Phượng kính mời quý vị theo dõi chương trình Người Chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa tháng 4 do ông Trần Quang Duyệt phụ trách với chủ đề Phép nhiệm màu, nói về tình đồng đội của những người lính mà án số chuyên nghiệp là bóp cò. Quý vị sẽ được nghe kể chuyện đi tìm ngôi mộ của cố trung tá Thủy quân lục chiến Đa Minh, Đoàn Đức Nghi và những điều kỳ thú khác. là Trần Quốc Duật, Xin kính chào quý đại bàng, quý liên trưởng, quý chiến hữu và quý khán thính giả đến với chương trình Người chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa của chúng tôi. Thưa quý vị, trước khi vào phần chủ đề, xin trân trọng mời quý vị theo dõi một đoạn văn ngắn như sau. Vào đầu thập niên 90, vô tình vào trang mạng của Thiếu tá Nguyễn Đặc Thành có viết về ngôi mộ của vị tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 2 Châu Điên Trần Văn Hợp vẫn còn nằm kẹt tại kiên thành biên giới Việt Trung. Tôi tức tốc gọi cho phu nhân của Thiếu tá bà và các cháu đang định cư tại Houston. Thì được gia đình cho biết xương cốt của thiếu tá Trần Văn Hợp đã mang về để tại chùa Sài Gòn. Chúng tôi sẽ có một bài tường trình đầy đủ về việc này như sau. Và sau đây xin được bắt đầu phần chủ đề với một sĩ quan thứ hai tốt nghiệp khóa nhân vị là phép nhiệm màu. Tiết mục thứ nhất. Nhà đồ đồn ông Ba Gai. Sau trận Lam Sơn 719 và hậu cứ Dương quân năm 1971, một buổi tối sau khi đi phòng trà về khoảng 10 giờ 30 tối đang ngồi tán dốc với mấy anh em trung đội trưởng thì trung sĩ Phạm Nghề văn phòng trưởng của tôi báo anh Tư thiếu tá tiểu đoàn phó mà anh Tư lên gặp tôi đứng dậy đánh giặc dở e mà cũng lên thiếu tá à chán quá không phải đâu anh Tư đây là thiếu tá đoàn Đức Nghi không phải ông đại quý cú của mình nghe nghe nói ông là đệ tử ruột của Lạng Sơn đánh giặc cũng dữ lắm anh Tư cho phép tôi được mở ngoặc Đại tử của Lạng Sơn thì có hai loại Một loại mở cửa bằng tay và một loại mở cửa bằng chân Quý chiến hữu nghĩ sao cũng được Tôi lái xe dép lên gặp vị thiếu tá tiểu đoàn phó Thì đang lúc Ông đang ngồi uống rượu với mấy đệ tử cũ của tôi ở đại đội 3 Tôi đứng nghiêm chào Vị tân tiểu đoàn phó này phán một câu xanh dần trời mây Nghe nói đại úy ba gai lắm phải không Thưa thiếu tá Bây giờ mới 11 giờ đêm Không phải giờ làm việc Có gì xin thiếu tá đợi thứ hai Nói xong tôi ra xe về sau đó, có một tảng băng giữa chúng tôi vì tiểu đoàn phó. Này là thiếu tá Đoàn Đức Nghi, từ trường hạ sĩ quan đi học, khóa sĩ quan đặc biệt, tốt nghiệp chuẩn lý hiện dịch năm 1962 như đại tá thiếu sinh quân Hồng Hồ Ngọc Cẩn. Tiết mục thứ hai, hàng giao điện tử McNamara tại vùng DMZ. Đại đội 3 của vàng Vi liễu khoa hàm 2B và đại đội 2 của chúng tôi trực thuộc canh B dưới quyền của thiếu tá Nghi có nhiệm vụ phải đi sửa chữa hàng giao điện tử McNamara sát vùng phi quân sự có sự yểm trợ đặc biệt của đại thất hạm đội về fighter và navigan khi họp ông cho biết đại đội ba của liễu sẽ đi đầu và đại đội tôi đi sau đợi cho liễu đi xong tôi lại nói với thiếu ta nghi ta để tôi đi đầu thay liễu về tình hình căng lắm ông nhìn tôi chậm rãi và nói chính vì thế mà moa mới sắp dầu tiếng đi sau đó có gì đầu tiếng trần hậu cho liễu và moa qua nhận xét này cái nhìn của ông về tôi có phần nào gần nhau hơn tới mục tiêu Chúng tôi bị bắn toàn bằng súng chống chiến xa B40, B41 Liễu và tôi tung quân ra lục soát Đại đội trưởng và Nguyễn Liễu bị thương Trực thăng xuống pick up Được lệnh lùi quân Ông giao nhiệm vụ báo chót cho tôi Rút lên đầu địch pháo lên đó Sau đó phải mời LPV20 Phải lên bao vùng Và factor của anh Tạc Chúng tôi mới rút ra được an toàn sau trận đánh này, tôi thấy ông bình tĩnh ra lệnh và cứ từ 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 lui quân. Tôi chợt nghĩ, lạng sơn chọn ông này đệ tử là đúng về lại tuyến xuất phát hiệu thính viên báo ninh bình danh hiệu của thiếu tá nghi mời tôi lên họp sau cái bắt tay ông nói moa có xe nhưng không có tiền dầu tiếng bao moa một chầu nhậu nha đến quảng trị ông tâm sự tiền lương của moa mới chỉ đủ đóng tiền ăn và tiền thuốc lá còn lại moa gửi về cho bà chị làm sơ tại trại mồ côi dầu tiếng để bà lo cho các trẻ mồ côi nên mọi chi phí sinh hoạt giới hạn lắm sau đó ông hỏi tôi Dầu tiếng có biết tại sao nó dùng chứng kiến xa để tấn công mình không? Tôi đáp Tại vì tướng vùng một chiến thuật của mình là Hoàng Xuân Lãn Là tướng thiết giáp Nên võ nguyên giáp nghĩ thế nào cũng có ngày Tướng Lãn vượt sông bên này Giáp đã chuẩn bị một trận địa để đón tướng Lãn Ông nhìn tôi cười Ăn nhậu xong Trong lúc lái xe về ông nói Danh hiệu của Moa là Ninh Bình Quê của Dầu Tiếng Còn danh hiệu của Dầu Tiếng lại là chỗ ở của Moa Thôi anh em mình kết nghĩa và đó có lẽ là câu chuyện chết nghĩa lần đầu tiên được mật lý Tiết mục thứ tư 1972 lại Quảng Trị. Sau hơn một tháng ăn Tết tại hậu cứ năm 1972, tiểu đoàn 1 quái điều lại được không vận ra Quảng Trị. Tối trước khi lên xe, mỗi đại đội được bổ sung 20 tân binh. 6 giờ sáng hôm sau lên xe, báo cáo quân số thì đại đội tôi chưa có một tân binh nào trình diện cả. Thiếu ta nghi được lệnh xuống đánh kiểm quân số đại đội tôi Ông hỏi tôi, dầu tiếng ký phép hả? À? Dạ, tôi cho phép đi tới 6 giờ sáng. Đúng 6 giờ 30, 20 chàng tân binh của tôi trình diện đầy đủ. Đến ngày 9 tháng 4, đại đội tôi được lệnh tiếp cứu một trung đội cho thiếu úy tài tiểu đoàn 6, đóng tại căn cứ Phượng Hoàng, bị bộ binh có chiến xa của Việt Cộng tràn ngập. Và sau khi bắt tay được với thiếu úy tài, thì từ lữ đoàn cho biết có một fighter từ Đà Nẵng vào truy kích chiến xa của địch. Mới nói được vài câu thì nghe vị phi công nói, không kịp rồi ông ơi, Hòa Tiến tầm nhận sẽ đôi chiếc ad 6 sau này đi phép mới biết thì hình ảnh của vị phi công đó là anh hùng diệt tăng của không quân đại úy Trần Thế Vinh. Về tới vị trí, thiếu ta ghi tới bắt tay tôi và nói, kỳ này dầu tiếng là văn khá đấy. Ông nhìn tôi và cười. Đến ngày 20 tháng 4, tới phiên tôi lên tăng cường cho cánh B. Nghe tôi báo là tới vị trí đông quân, thiếu ta ghi gọi dầu tiếng đến mình, bẻ cổ nói chuyện nha. Mò ăn ra sông xe nhiều quá, xót ruột, dầu tiếng có rau cỏ gì, tiếp tế với Mo Hàn Chút. Tôi có rau và một con gà, đóng quân xong tôi sẽ cho đệ tử mang lên tặng Linh Bình. Nói chưa dứt lời, một, ch một chàng APD nổ. Hạ sĩ mừng hiệu thiên viên nói, Linh Bình đi phép dài hạn rồi giàu tiếng ơi. Không một chút chậm trễ tôi lên chỗ thiếu tăng y, ông đã được anh em bó bông xô lại. Ngay lập tức, tôi chu tôi tung trung đội một của tâm và dương lên đi lục soát và sau nửa tiếng đồng hồ tầm báo bắt được một tên cảm tử quân chân bị xích vào khẩu APD khi anh chàng tẩm từ quân này về nên gặp tôi thì quỳ xuống lạy và nói còn lạy con lại quan lớn con là dân tạch tạch xe. tôi nó không cho con rút theo bắt con làm rút chặn, xin quan lớn tha cho cho con tôi nhìn tên bộ đội đang quỳ mọp lạy tôi và tôi nhìn cái bông sô gói người anh kết nghĩa của tôi tôi nhìn đi nhìn lại tôi thò tay vào túi jacket, bóc móc ra lấy bao quân tiêm vụ ở hút chợt nhìn thấy hình ảnh người lính việt, việt nam cộng hòa trên bao quân tiếp vụ quá đẹp quá kiêu hùng tôi lắc đầu đứng dậy và cho tàn thương tiết mục thứ tư tôi đã gặp sau ngày 30 tháng 4 sập đến binh chủ nào cũng vậy tan đàn sẽ gánh người thì tù tội người thì may mắn thoát được sau khi sang Mỹ tôi có nhờ một người tìm mộ phần của Ninh Bình tìm người sống đã khó thưa quý vị tìm người chết làm sao tìm được còn hơn chuyện mò kim đáy biển và sau đây xin mời quý vị theo dõi email và tôi gửi cho ông đại bàng Cam Ranh tầm ngôi trưởng thủy quân lục chiến mà anh em chúng tôi hay đùa là người bắn cung của khóa 20 trong chức vụ tiểu đoàn trưởng của binh chủng Vũ Xanh vào ngày 21 tháng 11 năm 2015 như sau. Kính gửi niên trưởng Phạm Cang, Tổng hội trưởng Tổng hội Thủy quân lục chiến, thưa niên trưởng. Nhằm tìm kiếm một vài dữ kiện để bổ sung cho trận đánh năm 1971 tại DMG của tiểu đoàn 1 Thủy quân lục chiến do thiếu tá Đoàn Đức Nghi chỉ huy gồm hai đại đội 3 do Hoàng Phi Liễu và đại đội 2 cho tôi làm tiểu đoàn trưởng. Đàn em đã nhờ người quen ở Việt Nam tìm được ngôi mộ của Cố Trung tá Đa Minh Đoàn Đức Nghi sinh ngày 21 tháng 2 năm 1933 tại Doanh Châu, Nam Định, mất ngày 12 tháng 4 năm 1972, tức là ngày 29 tháng 2 năm Nhâm Tý, Quảng Trị, Hưởng Dương, 39 tuổi. Đàn em cũng đã nhờ người dám trang tu bổ và sửa sang lại một vài chỗ hư hỏng cho nơi an nghỉ của một mũ xanh được tươm tắt hơn. Quý chiến hữu nào muốn thắp nhang cho Cố Trung tá Đoàn Đức Nghi xin vui lòng gọi cho Âu Văn Phu 8490 982 4134 hoặc 0909 824 134. Xin trân trọng báo đến liên trưởng tổng hội trưởng và quý chiến hữu mũ xanh. Thân kính mũ xanh dầu tiếng tiết mục thứ năm Chúa đã an bài. Để tưởng niệm lần dỗ thứ 47 của ông anh kết nghĩa của tôi, xin phép cho tôi được thắp một nén tâm giang dâng lên cọp biển cố chúng ta đa minh đoàn Đức nghi và mong anh linh của người sớm được hưởng nhan thánh chúa thay cho lời kết tôi là người ngoại đạo nhưng tôi tin có chúa ngự trên cao trong chương trình này tôi được hưởng hai phép màu nhiệm của thiên chúa là màu nhiệm thứ nhất sau 43 năm tôi đã có thể tìm và dâng lời kinh cầu đến cố trung tá vũ xanh đa minh đoàn đức nghi nhiệm màu thứ hai chúa đã an bài cho người con yêu của tổ quốc người anh kết nghĩa của tôi được an lành bên cạnh nơi an nghỉ của gia đình Tổng thống Ngô Đình Diệm tại Nghĩa Trang Lái Thiêu. Thưa quý vị, nước có tuần, dân có vật, xin phép được đọc những lời của Đại tá Đỗ Ngọc Nhận, chỉ huy trưởng trường võ bị quốc gia Việt Nam như sau. Việt Nam Cộng Hòa trôn nhưng chưa chết, nước Cộng Hòa xã hội chủ nghĩa chết nhưng chưa trôn. Dân Việt trong và ngoài nước phải biết nhiệm vụ của mình trong giai đoạn này. Thành thật cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Xin hẹn quý vị trong chương trình phát hình kỳ tới. Trân trọng. kính thưa quý vị chương trình bản tin Hoa Thịnh Đốn đến đây là chấm dứt kính mời quý vị đón xem bản tin Hoa Thịnh Đốn vào 8 giờ tối Hoa Thịnh Đốn từ thứ hai đến thứ sáu trên hệ thống đài truyền hình SBTN. Mọi liên lạc với ban biên tập xin email về Washington DC at sbtn.tv. Bích Phượng kính chúc quý vị một buổi tối bình an và hạnh phúc bên người thân và gia đình. Bích Phượng kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào những chương trình lần sau.